Bắt đầu nhé. Ừ. Vâng, xin chào toàn thể các bác, các anh em đam mê săn bẫy trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác về ba cái mẫu cơ bơm cao áp phổ biến nhất hiện nay nhé. Và ở phần cuối video em sẽ hướng dẫn các bác cách tháo lắp và sửa chữa bơm đơn giản dành cho các em mới chơi nhé. Đấy, thì các bác nào đang xem video chưa có bơm thì các bác có thể gọi điện, vui lòng gọi điện trực tiếp đến ba đầu số của shop để đặt về cho mình một cái chiếc bơm ưng ý nhất. Em sẽ giới thiệu qua các bác về thông số của ba cái mẫu bơm này để các bác tiện để tham khảo nhé. Đây, đầu tiên giới thiệu cho các bác cái loại bơm đồng hồ to nhé, đồng hồ to nhé. Cái loại này thì là lọc ẩm to nhé. Đồng hồ to này, lọc ẩm to 5. Đây, đồng hồ này to 50 mPa các bác nhé. Các bác có thể bơm khoảng đây, cái này là 50 mPa này, các bác bơm đến 300 cân, 400 cân rất là thoải mái nhé. Đây, chân gấp hiệu FB con báo nhé. Đây, anh em nhìn xem. Đây, Tiger con hổ nhé. Đấy, cái này các bác bơm khoảng 300 cân thì rất chi là nhẹ nhàng nhé. Em bao cho các bác đến lên đến 400 đến 450 cân các bác nhé. Đấy, cái này thì em cũng công bố giá luôn, thì hiện tại giá đang được bên em bán ra cho các bác bao ship đến tận nhà cho anh em luôn, là nó chỉ hơn 800 một chút thôi nhé. Cái này giá thì nó có thể lên xuống dao động tùy theo từng thời điểm nhé. Các bác nào mua thì hãy gọi điện ba đầu số của shop để được biết giá và có thể mua được với một mức giá tốt hơn các bác nhé. Đấy, tiếp theo giới thiệu đến các bác cái mẫu bơm thứ hai nhé. Cái mẫu bơm thứ hai thì là cái mẫu bơm này. Cái mẫu bơm thứ hai thì là cái mẫu bơm nhỏ này. Cái này là mẫu bơm nhỏ, đồng hồ nhỏ, lọc ẩm nhỏ các bác nhé. Đây, đồng hồ nhỏ này, lọc ẩm nhỏ này. Cái này là chân cành ngắn không gấp các bác nhé. Đấy, cái loại này thì các bác có khả năng bơm được khoảng 200 đến 250 cân là vất vả rồi nhé. Các bác bơm khoảng độ tầm 182 cân thì rất chi là nhàn. Em cũng công bố giá ở con này luôn. Con bơm nhỏ thì hiện tại đang được bên em bán với giá đâu đấy hơn 500 các bác nhé, hơn 500 thôi, gần 600 các bác. Đây, cái mẫu bơm thứ ba, đây là cái mẫu bơm nhỡ các bác nhé. Đồng hồ to 50 mPa nhé, lọc ẩm nhỏ này, chân cũng chân gấp này. Đấy, chân gấp FB các bác nhé. Đấy, cái loại này thì các bác mua rất chi là nhiều. Vì sao? Vì các bác dùng ấy, thứ nhất là nó cũng khá là bền bỉ theo thời gian, thứ hai là cái độ bền nó cũng cực kỳ cao các bác nhé. Đấy, cái này thì bơm nó cũng nhẹ như cái con lọc ẩm to, đồng hồ to các bác, nhưng mà đầu mỗi tội là đầu lọc ẩm nó nhỏ, nhưng đổi lại giá cả nó phải chăng hơn nhé. Hiện tại con này đang được bên em bán với giá là hơn 700 các bác nhé. Các bác chỉ cần bỏ ra hơn 700 nghìn là sở hữu ngay một cái chiếc bơm nhỡ, đồng hồ to, lọc ẩm nhỏ, hiệu FB chân gấp nhé. Đấy, một mức giá cực kỳ hợp lý cho anh em luôn. Đấy, bây giờ em sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bác những cái phụ kiện đi kèm. Đây, cái dây bơm này, dây bơm lọc ẩm nhỏ này thì hiện tại đang được bên em bán với giá hơn 100 thôi các bác nhé. Đấy, hơn 100 dây bơm lọc ẩm nhỏ. Còn cái dây bơm lọc ẩm to này thì bên em bán với giá cũng hơn 100, gần 200 các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý, đây là những phụ kiện thay thế. Còn phụ kiện đi kèm bơm thì nó có theo một cái túi răng sim các bác nhé, một túi răng sim này, một lọ dầu này. Còn cái bơm to và bơm nhỡ thì nó sẽ theo một cái cà lê đa năng nhé. Bơm nhỏ nó chỉ có một cái lọ dầu như này thôi các bác nhé. Đấy, tất cả cái mức giá này thì là bên em đều bao ship đến tận nhà cho các em rồi nhé. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua thì sớm sớm gọi điện đến ba đầu số của shop, mình sẽ mua được với một mức giá phù hợp nhất các bác nhé. Đấy, đây, không phải để các bác chờ đợi lâu nữa, em sẽ làm một cái video ngắn để giới thiệu các bác về cách tháo lắp, sửa chữa và đổ dầu, đổ nước làm mát cho bơm các bác nhé. Đấy, cái này thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bác nào mới chơi mà chưa biết thì các bác có thể xem kỹ video các bác nhé. Đấy, đây, đầu tiên thì các bác lưu ý này, cái này là ruột bơm nhé. Em tháo hẳn cái ống này ra, cái ống này ở trong nó có tí bơm nhé. Thì các bác nào mà ráp vào, các bác lưu ý là mình phải chuẩn bị sẵn một cái lọ dầu bôi trơn nhé, một lọ dầu bôi trơn để mình nhỏ vào tinh cái chỗ gioăng sim phụ kiện luôn, thì bơm sau nó sẽ lên hơi rất nhanh này, mà nó không khắc phục được cái vấn đề là bơm bị đẩy ngược hoặc là kéo lên nặng các bác nhé. Đấy, đây em tháo tung hết một cái bơm ra rồi, em sẽ hướng dẫn các bác lắp từ đầu đến cuối nhé. Các bác nào mới chơi mà chưa biết, muốn sửa chữa hoặc tham khảo thêm thì các bác xem kỹ video nhé. Đấy, đây các bác bỏ một ít bơm vào cái chỗ đầu ti này nhé. Đầu ti các bác lấy cái ống ti này, đây các bác cho vào đây, mình cho ít dầu bôi trơn vào để cho nó nhẹ nhàng này,
Cái thứ hai là mình kéo lên kéo xuống nó không bị nặng nhé. Đấy, rất chi là nhẹ nhé. Đây là cái xong cái bộ phận thứ nhất các bác nhé. Cái này thì xong cái này các bác lắp vào cái chân này nhé. Các bác không lắp luôn thì cũng được, nhưng em thì em lắp luôn để làm cho nó dễ các bác. Đấy. Cái này thì các bác còn chuẩn bị sẵn cái cà lê đa năng nhé. Nhất ra kia lấy cho mình khăn. Biết lấy cho bố Đấy, cái này các cái bác khăn, xoáy chắc cái vào khăn, đây cái nhé. khăn ở ngoài Dùng khá là đơn giản thôi, tí nữa em sẽ hướng dẫn các bác cụ thể hơn nhé. cái Đấy. rẻ bẩn à. Đây, tiếp theo là đến cái bộ phận. Đây cái mà bố hay lau bơm không? Đây, tiếp theo là đến cái ống này các bác nhé. Cái ống này thì nó cũng rất chi là đơn giản thôi, không có gì là phức tạp cả. Đây. Đấy. Cái ống này mình cho vào đây nhé. Ở trên bờ Các bác tường. ấn mạnh xuống là ok rồi. Đấy. Đến cái phần tiếp theo thì phần quan trọng nhất các bác, phần quan trọng nhất thì bây giờ đây, phần quan trọng nhất là cái này các bác nhé. Cái bộ phận này thì bây giờ các Vô bác vị được. sẽ làm giúp em này, mình kéo cái tiber này lên một chút này để tí mình còn đổ nước nữa các bác nhé. Đấy, đây cái này các bác tra dầu vào tinh cái chỗ răng sim này nhé. Đấy, Cho thấp tay xuống ở máy đấy. đấy các bác tra dầu vào tinh cái chỗ răng sim này đấy để cho nó bôi trơn nhé. Đây, cái này thì các bác cho vào đây cho em. Đấy, đơn giản thôi mà, có gì là khó đâu đúng không? Đấy. Này, ướt lắm. Đấy. Cái Bây máy giờ đây. nếu các bác Cái máy này nào không muốn nhìn đổ thấy nước thì đâu. mình đổ nước làm mát vào đấy luôn nhé. Em Chồng. sẽ Cái máy này không nhìn thấy. Không nhìn thấy tận đầu đâu. Chồng phải cho vào tận đây mới nhìn Đấy. thấy. Cái trắng đứng nước mà chỉnh nước quay Chết cái này chưa, thì đổ chết chết chết. được. Thì người ta ngồi. Đấy, cái này thì cái này là các bác đổ nước làm mát vào cái ống này nhé. Đây em sẽ đổ một ít nước làm mát cho các bác cùng xem. Thế là có người gọi. Không dừng được. Đấy, các bác đổ nước làm mát vào đây nhé. Đấy, đổ vào cái ống này nhé. Còn các bác đừng đổ vào cái ống ti kia nhé. Các bác đổ vào ống ti không được rồi. Đấy, cái này em đổ nước làm mát xe máy đây cho các bác xem nhé. Đấy. Đấy, các bác lưu ý ở đây nó có một cái gioăng giữ này. Bây giờ mình tí mình xếp con này xuống thì nó sẽ chắc chắn này. Đây, các bác lưu ý nhé, khi mình tháo ra ở trong này là nó sẽ có một cái con bi bằng nhựa nhé. Nếu mà các bác làm mất con bi nhựa ấy hơi đau đầu ấy thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là kéo lên bị đẩy ngược hoặc nặng nhé. Đấy. Rồi, các bác lấy một que chốt các bác cắm vào đây nhé. Các bác lúc mới ấy mình có que chốt thì các bác cắm que chốt đấy vào đây cho em. Đấy, còn cái này thì bây giờ là các bác cho cái này xuống mình xoáy cho em nhé. Ok, không có gì là phức tạp cả. Đấy, xong tí các bác lấy cái cà lê nhé, mình lấy cà lê mình xếp chặt vào là ok. Đây, bây giờ hơi nặng ngược thì em sẽ lấy cái cà lê này các bác nhé. Cà lê các bác cho hai cái đầu này mình siết vào cái chỗ này nhé. Đấy, các bác siết chắc vào. Đấy, vì cái này tinh cái ốc đồng xoáy nó cũng dễ các bác. Đấy, các bác siết chắc vào là nó sẽ. Đấy. À, chết rồi, em quên chưa cho cái ấy rồi. Đây đây, các bác tháo cái này ra, các bác lưu ý nhé, ở trong này nó có cái phần bi nhé, phần bi nhựa. Đây, tiếp theo là các bác cho cái ống này vào. Nãy em quên chưa cho ống này, đã cho cái đấy vào rồi. Chết giỏi. Đấy, cái ống bơm nhé. Đây, các bác xoáy chắc cái ống bơm này vào là ok nhé. Đấy. Đấy. À, bây giờ thì các bác chỉ cần cho cái tay cầm vào đây thôi nhé. Ở đây các bác lưu ý này, em mà tháo nó có một cái chốt đây nhé, có một cái chốt này đấy, mình phải cho đúng cái điểm chốt này, nó khớp vào cái điểm chốt của cái tay cầm này nhé thì mình mới sử dụng được. Đấy, đấy, cho vào rồi ok các bác nhé. Đấy. Đấy, bây giờ thì các bác có thể xoáy cho cái này lên rồi. Các bác xoáy vào này là ok này. Đấy.
Đấy, rất chi là nhẹ các bác nhé. Mình làm nó đúng kỹ thuật ấy thì nó nhẹ nhé, mình làm sai thì nó sẽ bị nặng, nó sẽ bị hư hỏng bơm nhé. Đấy đấy, rất chi là nhẹ các bác nhé. Đấy đấy, bơm xả áp ở đằng sau rồi nhé. Đấy, hơi bắt đầu lên rồi. Và bây giờ là các bác lắp cái đồng hồ và lắp dây bơm vào là xong nhé. Đấy, một cái video rất chi là ngắn gọn, bổ ích cho các em mới chơi nhé. Đặc biệt là các em nào mà bơm mới chơi mà nó có vấn đề bị kéo lên nặng, hoặc mình muốn thay rong sim sửa chữa ấy, thì là rất chi là hữu ích cái video này nhé. Và bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video sau.